Chào mọi người đã quay trở lại với dự án Sun Grand City New An Thới, một vị thế trung tâm vạn tương lai thịnh vượng. Và hôm nay thì chúng ta đang di chuyển trên cái cung đường đại lộ New An Thới, con đường 36m, con đường lớn nhất dự án New An Thới. Và Phú Quốc trong khoảng nửa tháng gần đây thì liên tục nhận những cái đợt ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới, từ mưa bão miền Trung, và Phú Quốc cũng bị ảnh hưởng nên mưa kéo dài trong vòng khoảng 20 ngày rồi. Và ngày hôm nay thì Tạnh thì mình sẽ di chuyển trên cái cung đường dự án này để giới thiệu tới các bạn nơi mà trái tim Nam Phú Quốc phồn vinh. Chúng ta đang đứng tại Nam Phú Quốc, nơi mà tâm điểm kết nối đa chiều giữa bờ Đông với những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, và bờ Tây là những cái điểm vui chơi náo nhiệt bậc nhất giữa văn hóa bản địa truyền thống hòa quyện với cái nhịp thở Địa Trung Hải quyến rũ. Sun Grand City New An Thới được định hình trở thành một cái khu đô thị đảo phức hợp với hai chức năng chính, vừa ở tuyệt vời vừa kinh doanh đắc lợi. Và trên màn hình thì chúng ta đang đứng tại cái tâm điểm của dự án, đấy chính là con cung đường đại lộ New An Thới, với những cái giao dịch rất là lớn từ những cái nhà đầu tư đến từ Hà Nội, Sài Gòn và những cái tỉnh thành phố lớn khác trên cả nước. Trong khoảng doanh số của tập đoàn Sun Group ghi nhận trong khoảng 2 tháng trở lại đây thì cái lượng giao dịch xấp xỉ bằng 9 tháng đầu năm vừa rồi. Và đã tại dự án Sun Grand City New An Thới với tổng cộng 862 căn nhà phố thì hiện tại đã có 610 căn ký hợp đồng mua bán, trong đó thì có thêm khoảng hơn 100 căn đã đặt cọc và đang nộp trong giai đoạn nộp tiền và sẽ ký hợp đồng mua bán trong khoảng 1-2 tháng tới. Và quỹ căn mở bán hiện tại đang còn rất là ít. Đây là cái khúc sông mà trong các cái mặt bằng thì các bạn có thể nhìn thấy những cái đoạn mà khúc sông này chảy qua. Khúc sông này sẽ kết nối ra các cái cung đường R2 và cung đường S6. Ngoài ra thì khu đô thị đảo đầu tiên tại Phú Quốc, Sun Grand City New An Thới này, với cái tư duy chiến lược của người khai mở, Sun Group không dừng lại ở cái việc nâng tầm Nam đảo Phú Quốc trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, mà còn kiến tạo nên tại đây một cái hệ sinh thái đầy sức sống, luôn vận động trường tồn theo thời gian. Và sự ra đời của đô thị đảo Sun Grand City New An Thới đánh dấu một cái giai đoạn khởi sinh của Nam Phú Quốc chính thức hoàn thành và bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Tại đây, chúng ta có thể hình dung ra những căn nhà phố shop house New An Thới này khoảng 1 năm tới, khi mà các cái chủ nhà bắt đầu về hoàn thiện, và khoảng 2 năm tới thì sẽ đưa vào kinh doanh vận hành, thì sẽ đón một cái lượng lớn khách hàng đi vào cáp treo Hòn Thơm. Và mình nghĩ cái trục đại lộ New An Thới này là sẽ là một trong những cái trục đầu tiên của khu đô thị đảo này đưa vào vận hành khai thác thương mại, tại vì nó nằm trên cái đường trục chính để kết nối giữa cao tốc An Thới Cửa Lấp và ga đi cáp treo Hòn Thơm, cũng như là các cái dự án phía trong của Sun Group. Thì đây là cung đường chính. Và về sau các bạn có thể hình dung ra những cái khu nhà hàng lớn, những cái khách sạn ở đây thì sẽ có những cái đoàn xe lớn đậu ở hai bên đường, cũng như là liên tục cung đường này sẽ là nơi trung chuyển liên tục của những chuyến xe xe bus, xe khách, rồi những cái chuyến xe chở khách du lịch qua lại, cũng như là cư dân của xung quanh An Thới sẽ kết nối về khu đô thị đảo này qua các cái trục công viên đã khai trương, như công viên Limoni thì cũng vừa khai trương vào ngày 17-18 vừa rồi, và công viên Seta thì đã khai trương trước đó rồi. Đây là một trong những cái hình ảnh rất là đẹp về đại lộ New An Thới, và những cái căn nhà phố ở đây thì nó mang một cái phong cách kiến trúc Địa Trung Hải đặc trưng, với những cái ô cửa mái vòm, với những cái ban công nho nhỏ xinh xinh. Và ngoài ra thì cái đường nét thiết kế ở đây thì nó cực kỳ hiện đại hơn những cái kiến trúc Địa Trung Hải khác mà các bạn đã nhìn thấy của Sun Group đã triển khai tại khu vực Shophouse Địa Trung Hải hoặc là các cái dự án khác. Thì đây chúng ta có thể nhìn thấy những cái chủ đầu tư họ hoàn thiện mặt ngoài của cái cung đường đại lộ New An Thới. Ở đây chúng ta có một căn bình thường sẽ có một cái mặt tiền khoảng 7,5m và tổng lô đất sẽ là 105m. Đây là một cái nơi an cư viên mãn với tiện ích vượt trội, và 4 cụm công viên chính thức được quy hoạch theo từng cái khối nhà, đảm bảo không gian vui chơi và dạo bộ cho cư dân. Khu vực phát triển giáo dục, y tế đáp ứng một phần cuộc sống của gia đình.
Ở đây thì các nhà đầu tư có thể kinh doanh đắc lợi với các căn nhà phố tới hai mặt tiền và là một cái dự án được quy hoạch sản phẩm đa dạng bậc nhất tại Phú Quốc, và bên cạnh các căn tiếp cận thảm xanh trong cái trong lành là các cái căn sở hữu hai mặt tiền khủng với 8m, độ cao cũng là 5 tầng và đặc biệt có những cái căn hai mặt tiền với diện tích sử dụng lên đến 600m2 tại trục đường chính đại lộ New An Thới và đại lộ Gateway. Và chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình là những cái mẫu thiên minh chủ đầu tư hoàn thiện cái concept mặt ngoài để cho các cái nhà đầu tư tại dự án đô thị đảo Sun Grand City New An Thới có thể đưa ra những cái ý tưởng kinh doanh độc lạ cũng như là đặc biệt để triển khai sớm trong thời gian tới. Ở đây thì hiện tại dãy đại lộ New An Thới chủ đầu tư đã hoàn thiện mặt ngoài đến gần như là 100% theo mình được cập nhật hàng ngày. Và hiện tại thì mình đang ở Phú Quốc, và anh chị nào đang quan tâm tới dự án đô thị đảo Sun Grand City New An Thới thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình để chúng ta có thể cập nhật được những cái thông tin mới nhất từ chủ đầu tư cũng như là mời anh chị đi trải nghiệm một cái tour tại Nam đảo Phú Quốc tại dự án Sun Grand City New An Thới cũng như là nhận được những cái lời tư vấn trực tiếp từ em. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị ở trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.